Rồi, xin chào cả nhà mình nha. Sáng nay Hoa Kiệp Tông Mỹ tiếp tục giao lưu cho anh em mình một cây hải châu nha. Cây này là một cốt nha, nó lên 3 nhánh. Đó, một nhánh bên góc này, bên đây nè, nhánh to nhất này. Đó, tiếp theo là một cái nhánh bay luồn phía dưới to thứ hai, nó bay qua phía đây. Và một nhánh bay toàn lót lại ở giữa nha anh em ha. Một cốt này, nhưng mà chia làm 3 nhánh, nó bay rất là riêng nha anh em ha. Cây phù núi nha, nuôi cũng được 3 năm thuần chậu rồi nha anh em ha. Cây đang hoa trái, đây là toàn quay xa cho anh em mình nhìn cái dáng bay của nó nè nha. Rồi toàn quay lại gần cho anh em mình xem cái lá nó nha. Đó, dòng này dòng lá nhỏ nè, lá nhỏ dài rí nha anh em ha. Nuôi càng lâu thì lá rít lại càng nhỏ, rất là đẹp nha. Lá nó nhỏ lại rất là đẹp nha anh em ha. Đó, thì trái của nó thì đây, dòng nó là dòng trái dài nha anh em ha. Trái dài rất là to nha, nó cũng được mười mấy 20 trái rồi nha. Trái nè, trái nhưng mà còn nhỏ. Còn hiện tại toàn bộ các cành chi đang cho hoa hết nè, đang cho hoa, anh em thấy hoa li tì hết không? Đó, hoa li tì hết nha, hoa li tì hết nha. Chỉ có cái chỗ này là toàn mới vừa đi kẽm lại nè, nên là toàn bấm bỏ hoa nè nha, mới vừa đi kẽm lại cho kiến tàn chỗ thân đó nó lót lại nha. Đó, đây toàn quay trên cao cho anh em mình xem nè. Đó, cây đang hoa trái rất là nhiều luôn nha. Đó, có một số cành thì toàn bỏ kẽm, còn một số cành toàn lót kẽm lại, toàn nuôi cái ngọn, giật lại cái ngọn nha. À, lót cho nó kín nha. À, rồi tôi sẽ tròn cho anh em mình xem cái mặt kênh như thế này nha, sẽ tròn một vòng nha. Rồi đây là cái mặt sâu lưng đó, tùy anh em mình muốn chọn mặt nào trước, mặt nào sâu thì anh em mình nha. À, một cái cốt này nè, cái chỗ này nó to nửa cổ tay nha. Cái cốt nằm phía bên đây này to nửa cổ tay, nó ra được 3 cành toàn lót kiến tàn rồi nha anh em ha. À, 3 cành toàn lót kiến tàn rồi, anh em yên tâm nha. Rồi tiếp theo là cái cốt hai, cái cốt bay này nè, cái chỗ đây thì nó to hơn ngón tay cái một xíu nha, to hơn ngón tay cái, nó ra tới đây thì nó mới như ngón tay cái này. Đó là nó bay lót này. Rồi lót phía sau có một cành nhỏ này như ngón tay út nha, nó lót lên, nó che lại toàn bộ phần giữa ra hết. Đó, rất bay rất là hay và duyên nha. Rồi xoay tròn cho anh em mình xem về cái tán bay nè. 20 thì nó bay từ đây qua đây tầm khoảng là 40-45 cm nha. Nè, hai găng tay của toàn này, anh em thấy không? Hai găng tay tầm 40-45 cm, từ đây qua đây là 45 cm đi. Đó. Còn về nếu anh em mình dựng ngọn sơ này, lót thằng này về ngọn này, tầm ngọn nó lên cái chỗ cái ngọn đoạn này nó giật lại này. Thằng đó nó giật ra một xíu nha, lót lại chỗ đây nha. Thì nếu mình nuôi ngọn từ gốc lên là anh em mình nuôi sơ này nuôi nó tầm khoảng là 30-35 cm nha anh em ha. Đó, cây đang hoa trái rất là hay luôn, thằng bay như thế này. Đây là cái mặt nhìn bên hông. Đó, cái mặt này mặt thì anh em nào còn mặt tiền anh em về tự chọn tự lựa lại nha. Đó, anh em mình thích chọn mặt nào mặt tiền thì anh em thôi. Đó, cốt cái chỗ này nếu mà một cốt hai thân như thế này thì nó to hơn cái cổ tay nha. Đó, anh em mình nhìn về cốt góc nha, to hơn cổ tay. Rồi tàng như thế này, cây bay rất là duyên nha anh em ha. Đó, cây lá đung đang rất là khỏe, anh em yên tâm nha. Vừa rồi cắt nước để nuôi hoa trái thôi, giờ đang hồi lá lại rất là đẹp nha. Lá rất là đẹp nha. Anh em mình nhìn cái mặt này rất là duyên nè, kiến tàn rất là duyên nha. Đó, cây tàn bay như thế này, anh em nào chốt thì inbox toàn nha. Rồi toàn xin phép xuống video nha, chào tạm biệt cả nhà mình nha.